Đấy, mà rõ ràng em nhìn thấy thẳng như thế rồi, đưa cô nhìn nó lại không thẳng, chả hiểu kiểu gì các thứ các thứ. Thật ra thì không phải là do cô, các cô hay là bắt bẻ mọi người hay gì cả đâu, mà đơn giản là chúng ta cần đặt cách, đặt mắt đúng cách. Xin chào tất cả mọi người, điều đầu tiên để chúng ta chuẩn bị giũa những cái form móng này đó chính là chúng ta sẽ chuẩn bị 6 cái móng que và thêm nữa là một cái bấm móng ở đây và một chiếc giũa dạng dày mọi người nhé. Đầu tiên là cái bấm này thì mình sẽ giũa form tròn, thì thật ra cũng không cần phải cắt đi đâu, nhưng mà chúng ta cắt đi để cho đỡ tốn thời gian nhé mọi người. Giũa thì không nhất thiết là phải sử dụng cái giũa dày, chúng ta có thể sử dụng cái giũa mỏng cũng được. Tuy nhiên thì nếu như dùng giũa mỏng thì nó sẽ giũa lâu hơn, tại vì là nó sẽ mảnh hơn thì nó sẽ có thể bị cong giũa này, hoặc là mình làm nó không có đủ lực. Đó, thì về form tròn này thì mọi người sẽ cắt này. Form tròn này thì tùy thế mọi người nhá. Vì form tròn này Thảo vẫn có chia sẻ nhiều rằng là khi mà làm form tròn ấy thì sẽ hỏi theo sở thích của khách hàng. Ờ chị ơi, cô ơi, em ơi, giữa này ok chưa? Hợp ý chưa? Tại vì là những khách hàng trẻ thì họ sẽ cho rằng là form tròn là form hơi bầu bầu một chút, hơi tròn thôi. Những khách hàng lớn tuổi hơn một chút thì họ sẽ cho rằng là form tròn là gần như form oval lắm mọi người. Tiếp theo là mình sẽ cắt đến form nhọn, thì mình sẽ cắt một điểm ở giữa móng là form thứ hai nha. Sau đấy thì chúng ta sẽ bấm từ phần móng mọc dài ra, coi như phần trên là phần móng mọc dài ra đấy. Được chưa ạ? Rồi. Thật ra thì cái hai form đầu tiên chúng ta giũa là hai form gọi là khởi động, bởi vì là hai form này thông thường thì mọi người sẽ qua bài hết trơn luôn. Thông thường học viên Thảo cũng vậy. Học viên tại Juna thì sẽ qua hai bài này nhanh nhất, sau đấy thì sẽ qua bài oval, còn bài form vuông và form thang là hai bài mà còn mắc. Hoặc các trường hợp thì form vuông qua bài, còn form thang và form oval vẫn chưa qua bài. Hai bên này chúng ta sẽ giữ thẳng nhé. Giữ thẳng hoặc giữ cong một chút là tùy theo cái sở thích khách hàng chúng ta, và tùy theo cái độ dài ngắn của móng nữa. Ở đây thì móng ngắn thì chúng ta có thể là sẽ giữ nhọn một chút, à giữ thẳng một chút. Rồi đến form thứ 3. Đến form thứ 3 ở đây nhé, thì mọi người lưu ý này, chúng ta sẽ vẫn chia phần ra nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ chia phần đầu móng ra làm 4 phần. Ví dụ như tương tự khi này chúng ta chưa cần phải bấm móng đi, mình sẽ chia thành 4 phần này. Rồi. Sau đấy thì mình sẽ bấm mỗi bên 1/2 đi. Sau đấy thì mình sẽ chia tiếp cái đầu móng còn lại làm 4 phần nữa. Đấy, mình sẽ căn này và bấm đến phần 1/2 theo chiều dài. Như vậy là chúng ta sẽ có được cái tỷ lệ của form oval. Thông thường thì mọi người có thể dùng nhiều cách khác nhau để cắt thành form này cũng được, nhưng mà như thế thì chúng ta đôi khi là sẽ bị lệch bên này, hay là không cân thì đấy là tương tự rồi này. Và cái nữa là chúng ta sẽ làm đôi khi bị tròn quá hoặc đôi khi bị nhọn quá. Form oval này thông thường mọi người hay mắc phải một vài cái chưa phù hợp, đấy chính là hai bên chúng ta đôi khi bị giũa thẳng quá thì nó sẽ không thành oval, hoặc là đầu nó tròn quá thì chúng ta cũng không thể làm form oval được. Rồi, như vậy đã xong. Tiếp theo thì mình sẽ chuyển sang form móng tiếp này. Thật ra thì khi giũa trên móng giả này là điều rất cần thiết và ai cũng cần trải qua. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta chỉ giũa trên móng giả như này thôi, nếu như bạn nào đó nói rằng là muốn học form, muốn học lại về form mà bạn ấy chỉ muốn là làm trên móng giả thôi là đã ok rồi, thì ra chúng ta rất là khó làm. Tại vì cái nhìn nhận của mình thực hiện trên móng giả nó khác với trên móng thật nhiều lắm luôn mọi người. Vì giũa trên móng thật còn căn theo xương móng, rồi là cái móng nó không có được cứng cáp như thế này chẳng hạn. Đó, hoặc là móng dài hơn thế này. Đây là tùy theo, nên là chúng ta luyện ở đây là một phần rồi, nhưng mà chúng ta cũng còn phải luyện để mà mình làm ở trên cái móng ngón tay giả. Theo đó thì sẽ luyện mẫu thật. Nói chung là luyện form là một công đoạn chúng ta luyện đi luyện lại, đi lại rất là nhiều lần để toán luyện mắt của chúng ta. Về form thang mọi người vẫn chia làm 4 phần như hồi nãy, rồi chúng ta chia oval á. Sau đấy thì mình sẽ bấm mỗi bên như 1/2. Và như vậy đã xong tỷ lệ rồi, thì chúng ta chỉ cần giũa nó đi thôi. Đối với form thang này thì chúng ta hay nhầm ấy, là giũa cái hai bên đường này nó không được thẳng. Hay nhầm ấy mọi người, kiểu hay đối với các bạn học viên mới hay nhầm form thang với oval ấy mọi người. Không hiểu sao mọi người nhầm luôn, tên hoàn toàn khác nhau. Vẫn gần gần giống tỷ lệ như vậy, nhưng form này chúng ta cần giũa thật là thẳng, còn form kia thì mình phải giũa cong bo phần hai cạnh đó. Rồi form tiếp theo đó chính là form vuông.
để giữ được phong vuông mình sẽ bấm đầu đi trước. Chắc chắn là chúng ta có thể không bấm đi cũng được, thế nhưng mà mình bấm thì nó sẽ nhanh hơn một chút, vì cái móng này khá là dày đấy mọi người. Rồi, giữa phần đầu móng xong thì chúng ta sẽ thực hiện giữa hai bên cạnh. Phong vuông này là cái form mà mọi người thông thường hay không có để ý đến phần đường thẳng, bởi vì là mọi người hay cầm giũa, mình hướng giũa nó chưa đúng ấy. Hướng giũa hầu như là nó vuông góc hoặc là sẽ nhỏ hơn góc 90 độ so với bề mặt móng. Mình hay cầm hay ngửa giũa ra. Khi mình ngửa giũa ra một cái là coi như là nó sẽ không được thẳng rồi. Đầu nhất là phần đầu móng cũng vậy. Và khi mình nhìn đến con mắt của mình, nhìn cách đặt mắt nó cũng chưa có đúng điểm ấy. Nên là đôi khi mình nhìn là ôi cái này nó thẳng như thế rồi, mà tại sao cô nhìn nó lại là không thẳng. Đấy, mà rõ ràng em nhìn thấy thẳng như thế rồi, đưa cô nhìn nó lại không thẳng, chả hiểu kiểu gì các thứ. Thật ra thì không phải là do cô, các cô hay là bắt bẻ mọi người hay gì cả đâu, mà đơn giản là chúng ta cần đặt cách, đặt mắt đúng cách, đặt đúng cái điểm. Đôi khi chúng ta cầm đúng form nhọn như này, form vuông như này rồi, nhưng mà mình ngửa nó lên thì nó sẽ thành không thẳng. Cầm đúng form thẳng đấy, nhưng mà mình ngửa lên không thẳng, hoặc mình úp xuống nó cũng không thẳng. Đó, tức là phải cầm thẳng tay như này này. Đó, cầm thẳng tay, cầm thẳng vào que móng. Sau đấy thì mình sẽ giũa đi. Giũa phần đầu móng như thế này thì chúng ta có phong vuông tròn. Thật ra thì phong vuông tròn này chúng ta khi làm thực hành khách thì mình cũng thể làm điều chỉnh theo cái mong muốn sở thích khách hàng. Tại vì khách hàng đôi khi thích là form nó vuông bo tròn nữa cơ, nhưng mà đôi khi thảo thích thì thảo thích nó chuyển form, nên là sẽ chỉ là hơi bo bo một chút thôi, và vẫn giữ được cái độ thẳng của ba cái nét là hai bên cạnh móng và đầu móng, nó vẫn phải cần thẳng một chút. Rồi, như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong 6 form móng. Mọi người hãy luyện tập thật nhiều ở trên form móng, và ngoài ra thì sẽ luyện trên tay thật nữa nha. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video về chia sẻ kinh nghiệm làm nail cùng Nhi Thảo. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, mọi người hãy ấn vào hình tròn phía giữa màn hình để đăng ký kênh, hoặc có thể xem ngay các video ở phía bên tay trái màn hình hoặc phía bên tay phải màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.